Vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 11, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tiếp đón câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 24 Nike World V-League 1 năm 2022. Trận đấu đã thu hút hàng ngàn cổ động viên đến sân theo dõi cổ vũ cho đội bóng quê hương. Mặc dù thi đấu nỗ lực và sớm vươn lên dẫn trước, tuy nhiên đội chủ sân Hà Tĩnh đã liên tiếp bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn đáng tiếc để gia tăng cách biệt. Phút 44, từ tình huống tấn công trung lộ, Minh Vương tận dụng sự sơ hở của các cầu thủ đội chủ nhà thoát xuống tung ra cú dứt điểm chéo góc, san bằng tỷ số. Bước sang hiệp 2, nhiều cơ hội rõ nét đã được cả hai bên tạo ra song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dù chia điểm đáng tiếc nhưng với một điểm có được, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạo ra khoảng cách 1 và 2 điểm trước Nam Định và Sài Gòn FC trên bảng xếp hạng. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công đã có những nhận xét về màn thể hiện của các học trò cùng quyết tâm của đội bóng trong những vòng thi đấu cuối cùng của V-League 1 để hướng đến mục tiêu trụ hạng. Em nghĩ đây là một trận đấu cũng khá kịch tính. Nói chung là chúng tôi thì đang khát khao 3 điểm để giải thoát cái xuất chủ hạng. Còn Hoàng Anh Gia Lai thì họ vừa trụ hạng thành công thì tinh thần của họ thoải mái hơn. Thật ra là mọi người có quyền nhận định mà, nhận định về cuộc đua trụ hạng mà. Bản thân tôi không bận tâm về những điều đấy. Và tôi vẫn nói thẳng với các cầu thủ của mình là số phận của mình, tự mình nắm bắt và tự mình giành giật lấy. Đấy, bản thân tôi vẫn rất là đặt đàn chia sẻ rất là rõ ràng về cầu thủ của mình. Và chính những cái đến giờ họ nỗ lực vì đội bóng thì đó là cái niềm tin để tôi là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trụ hạng.